Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng đây là bữa ăn yêu thích của tỷ phú Jack Ma, người càng thành công sẽ càng tinh giản. Một tỷ phú sẽ có bữa ăn như thế nào? Sơn hào hải vị hay bào ngư vi cá là những sự lựa chọn mà chúng ta nghĩ tới. Còn thực tế câu trả lời của Jack Ma lại thể hiện một sự thật hoàn toàn trái ngược. Là nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma sở hữu khối tài sản khủng lên tới 41,9 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes. Tuy nhiên, đời sống của ông không xa hoa như nhiều người vẫn nghĩ. Jack Ma luôn được biết đến với phong thái giản dị thường ngày. Trong một bức ảnh tình cờ được ghi lại, vị tỷ phú đang ngồi ăn trưa một mình. Khẩu phần ăn của ông chỉ đơn giản là một đĩa mì tôm, một đĩa tỏi và một món đồ ăn kèm. Bữa ăn còn khá sơ sài so với thực đơn đại đa số gia đình trung lưu. Theo truyền thông Trung Quốc, mì gói là món khoái khẩu của người sáng lập Alibaba. Trước đây, một nhân viên của Jack Ma từng tiết lộ rằng kể từ năm 1999 khi ông thành lập đế chế Alibaba, tỷ phú Trung Quốc này đã luôn ăn trưa đơn giản như vậy. Rất nhiều người cho rằng số tài sản của ông thừa sức để mua lại vài nhà máy sản xuất mì. Họ hoàn toàn bất ngờ khi vị doanh nhân không chọn cho mình những bữa tiệc thịnh soạn đầy món ăn đắt tiền mà chỉ ăn trưa rất giản dị. Một gói mì tôm chỉ tốn vài nghìn đồng cộng thêm tỏi và món ăn kèm để bổ sung dinh dưỡng lại được ông ăn rất ngon miệng. Qua đó, người ta càng thêm ngưỡng mộ tính tiết kiệm giản dị của tỷ phú Trung Quốc. Một người thực sự thành công thì không cần điểm tô bằng sự hào nhoáng bên ngoài.